Chào các bạn, và hôm nay Sang sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà mình bắt đầu nuôi khỉ con thì mình sẽ cần chuẩn bị những gì. Thì cái này mình sẽ cần một cái bình sữa nhỏ như vậy. Đây, một bình sữa nhỏ nhỏ xíu thôi nha, để mình khi mà mình sử dụng á, nó vừa uống vừa đủ. Mình canh khoảng nửa bình như vậy, một ngày mình cho uống khoảng 3-4 lần. Và mình chuẩn bị thêm nữa là một đôi vớ. Mình mua một đôi vớ, mình cắt làm đôi và mình may cái phần ở trên, là mình làm được hai đôi, là mình làm được hai cái quần như vậy đó. Thì cái vớ mình cắt bên đây đó, cho vừa đủ cái chân, và phần sau mình là cái chỗ cái đuôi. Rồi là mình sẽ có được một cái quần. Và áo thì các bạn có thể đến những chỗ giống như là chỗ mà bán đồ thú cưng á, chỗ bán đồ chó mèo thì nó có bán những cái áo như vậy. Giá chỉ từ 50.000 đổ lại thôi. Và có những cái áo cực kỳ dễ thương đó, như cái này có cái nón luôn. Đây. Còn cái này thì bạn cho ồ. Rồi, oan nha. Cái này thì bạn cho bé khi mà tối mình nằm ngủ á, nó có giữ ấm cho nó, thì mình cần một cái cắt một cái miếng vải nhỏ để mình ta giữ ấm cho bé. Rồi, ở đây là mình có tã nè. Tã này các bạn có thể mua tại những chỗ mà bán đồ thú y thì sẽ có. Và ngay đây nó có cái lỗ luôn nè. Đó, để mình mặc giống như vậy nè. Đó. Đó. Thì mặc tã thì đơn giản rồi. Các bạn có thể mua những chỗ thú y, hoặc là có thể mua những cái chỗ shop pet shop. Đây. Đây là một cái gói để cho bé nằm. Đó, tối mình cho bé vô đây nằm nè. Rồi, không chịu. Đây, mình cần mua thêm một cái lồng như vậy nữa. Đó. Cái lồng như vậy thì các bạn á, có nhà hay ơi. Đó. Cái này mình có thể đem bé đi chơi. Và mình tối mình có thể cho bé vô đây ngủ rất là thoải mái. Mình sửa như vậy đó, mình mua hộp nhỏ vậy thôi, có uống hết thì mình mua tiếp, chứ đừng có mua hộp bự khi đó mình sạc uống không hết. Đây hộp như vậy đó. Từ từ nha bé ơi. Rồi từ từ thôi, bé rất là khát sữa, sáng trưa cho uống sữa. Đó, các bạn cho khoảng như đây thôi, còn cái này mình sẽ gói lại mình để tủ lạnh. Rồi nè. Nè. BB nè, sữa nè con Bi ơi, nè. Rồi, uống sữa nha. Một ngày các bạn cho uống khoảng 3-4 lần. Tối mình cho uống một lần nữa trước khi bé ngủ. Mày sát ở đây làm việc. Rồi đó. À, các bạn mỗi ngày các bạn tắm cho bé một lần, hoặc là 2-3 ngày mình tắm một lần. Nhưng mà nếu mà thấy bé dơ là cứ tắm cho bé sạch sẽ. Tắm xong các bạn lau khô bé, giữ ấm bé. À, cho bé uống hết bình này rồi xong rồi bé sẽ đi ngủ. Rồi được rồi. Đây, các bạn nên nhớ là mình phải cần một cái quần như vậy, quần bằng vớ như vậy để mình mặc cho bé khi đi chơi. Đó, bây giờ mình mặc thử luôn cho các bạn xem nha. Mình mặc tã xong mình mặc quần này luôn. Rồi ngoan nha. Cái gì vậy?
Rồi, ngoan. Đúng nè. Rồi. Đó. Vậy là mình mặc xong rồi. Đó. Thì mình được cái quần cho bé như vậy. Và tiếp tục mình sẽ mặc cho bé cái áo. Đây, áo nha con. Mọi động tác thì mình nhẹ nhàng với bé thôi. Khi mà bé tập được cái thói quen đó thì nó sẽ biết mình mặc đồ cho nó thì nó sẽ làm êm, nó sẽ không la nữa. Rồi. Rồi, đây này. Rồi. À. Rồi, nè, bây giờ cho bé Bon, bé Bi chạy lại nè. Bi ơi, lại đây. Bi ơi. Ra đi. Trời. Rồi, ngoan nè, từ từ nè. Bạn tập cho nó nghe theo lời mình á, mỗi ngày bạn để sai nha một chút thì nó sẽ chạy lại mình và mình kêu tên nó. Trời. Bi ơi, Bi. À, từ từ nè. Bi ơi. Bi ơi, Bi. Bi ơi, lại đây, lại đây. Rồi, mình tập cho nó từ từ như vậy. Rồi, chúc các bạn làm thành công, bye bye. Nhớ like và subscribe kênh mình để ủng hộ những clip mới nhất nha.